Kính thưa quý vị, hình ảnh trăng thường theo chân của những tráng sĩ mang tâm hồn thi sĩ, màu trăng đẹp và ánh trăng soi đường. 600 năm trước, Đặng Dung viết bài thơ Thuộc Hoài, trong đó có hai câu đầy khí tiết và bi tráng. Thu trả chưa xong đầu đã bạc, dưới trăng bao độ tuốt gươm mài. 600 năm sau, một tâm hồn thi sĩ khác, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh trên đường cứu nước, nhìn ánh trăng soi đã cảm tác bài thơ và nhạc sĩ Trần Thiện Khải chuyển thành ca khúc. Rừng ơi, mang trăng sáng đến rung bao lòng, vì nước nên lìa mái gia đình êm ấm. Trăng hỡi theo ta, về dưới mái nhà, nhắn ai, chờ một ngày ta sẽ trở về. Không có trường đại học nào dạy làm cách mạng. Cách mạng bắt đầu từ trái tim yêu nước và khát vọng tự do cho dân tộc. Bao nhiêu gương hy sinh cho thấy dòng lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt chảy như một dòng sông, lắm khi yên lặng êm đềm và nhiều treo leo khúc khuỷu, nhưng sau bao 4.000 năm sông vẫn chảy. Thời gian và hoàn cảnh có đổi thay, nhưng tấm lòng dâng hiến cho quê hương vẫn như vầng trăng tròn kia, 600 năm vẫn không thay đổi. Kính thưa quý vị, xin kính mời quý vị nghe nhạc phẩm Trăng Chiến Khu, lời của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, nhạc phẩm Trần Thiện Cải. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trời mong một ngày cắt mang thành công, cây nghiêng nghiêng bóng mây dài, quê hương đang tiếc ta lời. Từ ngày quân giặc vào đây là ngày oán hận ngàn. Cây nghiêng nghiêng bóng mây dài,
dắt vào đây là ngày quang hưng ngàn nơi. Cầm hờn chờ ngày đi ra chiến trường, vai sát bên vai, lòng ấm bên lòng, mặc cầm hờn